Dạ, đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Trong suốt thời gian vừa qua, phải nói là anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương một ngày tiếp nhận rất nhiều các cô, các chú, các anh chị ở tất cả các tỉnh rất xa về để báo tin nhà anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng tin để tìm vợ, tìm chồng, tìm con và tìm người thân. Hôm nay tiếp tục là một cái câu chuyện tiếp theo, một chị gái ở tỉnh rất xa. Thì hôm nay về đây là cầu cứu khóc rất nhiều để về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương đăng tin để tìm một người chồng thân yêu của mình. Dạ, câu chuyện này chắc chắn rất phức tạp. Hy vọng là các cô chú anh chị hãy chia sẻ video này nhiều hơn nữa để đội hiệp sĩ Nguyễn Thảm Dương tiếp tục giúp đời giúp người. Xin phép chào chị nhé. Chào chào. Dạ, chị có thể chị giới thiệu chị họ tên là gì? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Thùy Hương. Dạ, mình quê quán ở đâu chị? Quê quán ở Bình Thuận. Quê Bình Thuận. Chị Hương năm bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay 50 tuổi. 50 tuổi nha. Hôm nay chị đến đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm ai? Dạ, tìm chồng. Dạ, chị có thể chị giới thiệu là họ tên chồng chị là họ tên gì? Dạ, chồng tên là Trần Anh Tuấn, sinh năm 1970. Trần Anh Tuấn, sinh năm Dạ. 1970, Dạ. năm nay 70, năm nay là 53 tuổi. 54, 54 tuổi, tuổi Tuất. Dạ, 53 54 ha. Dạ. Rồi, hai vợ chồng mình thời gian vừa rồi là sống ở đâu? Dạ, hai vợ chồng vô trong thành phố làm Ở Sài Gòn ha. ở Sài Gòn. Dạ, công việc chính là làm gì vậy chị Hương? Dạ, hai chồng giữ xe. Dạ. Thu nhập có ổn không chị? Dạ, cũng ổn. Ổn ha. Dạ. Dạ, hôm nay để chị có thể chị nói rõ hơn cái câu chuyện mà chị về Bình Dương để nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng tin tìm chồng. Dạ. Dạ. Có nghĩa là nhờ mấy anh hiệp sĩ là tìm chồng với mạng còn nhờ mạng cộng đồng chia sẻ giùm, là có nghĩa là anh Trần Anh Tuấn chồng tôi á, là cũng thời gian chơi TikTok, cũng lên TikTok là cũng quen cái cô này á, là tên là cô Út miền Trung, tên ở ngoài á là tên người ta thường kêu cô, tên cô này tên là Út Nhì. Úc gì? Út Nhì, nhà cô này á, là ở gần cái chỗ tổ 5, khu phố Khánh Hội, phường Tân Phước Khánh. Nhưng mà thời gian là cô này cũng qua lại với chồng tôi Phường Tân Phước Khánh ở đâu chị? hả, Ở đâu? ở Tân Nguyên, À, Tân Nguyên Bình ở Dương Tân Nguyên Bình ha. Dương. Dạ. Rồi á, là thời gian á, là cô này với chồng tôi lén lút mà tôi không biết, trong thời gian là lúc anh đây chạy rác, Lén lút lâu chưa? Theo chị biết được lâu cũng chưa? tiên tiết là cũng cỡ nửa năm đổ lại À, đó. gọi Dạ, là qua chồng. lại là có nghĩa là ảnh chạy rác đó, là cỡ thứ bảy chủ nhật á là ảnh thả qua bên cánh Tân Nguyên Bình Dương này, là điện thoại cái cô Út Nhì này á, là ra nhà nghỉ Lê Hoàng rồi đó đó, ăn ái rồi xong rồi cô này tối là cô này về với chồng cô này. À, cô này là cô nói, là nó nói với chồng tôi là cô này là với chồng cô này là ở chung nhà mà đang ly thân. Khi tôi phát hiện được là tôi điện thoại cô Út này á, tôi nói cô Út này á, là tôi mới đăng lên trên mạng TikTok á, tôi cũng nói một cách rất là tế nhị, tôi nói là cô Út này á, là chồng tôi này nọ khác á, ai cũng có gia đình hết, mình cũng là phận nữ với nhau, mình không có nên như vậy, cô cũng đừng có liên hệ với chồng tôi, để chồng tôi quay về với con tôi, nó còn nhỏ lắm, nó mới 1, 2 tuổi, quê tự lập có một mình. Thì tôi tưởng là cô này cũng có sĩ diện, cũng không có hỏi với chồng tôi, không ngờ cô này là lại là liên hệ hoài, lấy số điện thoại khác liên hệ qua lại, hai người cũng TikTok nhau, lấy nick tiếp là Hoàng Anh 65, nhắn tin là kêu chồng tôi là chồng ơi chồng hỡi chồng à, không vợ nhớ chồng quá, chồng điện vợ đi. Tôi phát hiện được cái này nọ cái khác là chồng tôi cũng hướng này hướng nọ, là không có qua lại với cô này, nó cũng nhắn tin rồi chửi cô này, là tôi không nghĩ là ảnh nhắn tin nó chửi là thật tình hay là ảnh dàn cảnh. Mình thì nghĩ vợ chồng sống nhau 31 năm, mình nghĩ mình kệ nó, đàn ông ai cũng có cái đó, mình tha thứ chồng mình bao nhiêu lần rồi, nó về ở chứ con nó có cha hơn nữa, chồng mình phải thương chứ làm sao được đó. Không ngờ cái bữa đó vợ chồng mới về 30 tháng 4 rồi, đi về thăm con chơi, đi Đà Lạt rồi chơi chụp hình đồ, vô bữa thứ năm thì sáng thứ sáu đó, tôi đang ngủ mơ anh trốn anh đi, anh đi qua bên 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 Tân Nguyên này nè với cô này, tại vì cái số điện thoại cô này mấy hôm ảnh động ảnh đọc á, là điện là đổ chuông, ảnh nhắn cái gì thì cô nghe, khi từ lúc bước ảnh vừa đi là cái số điện thoại này thuê bao luôn, là số điện thoại có cần đọc số điện thoại mà đó, là thuê bao luôn, là em không biết là bây giờ là ảnh không có liên lạc với em, là tại vì là hai người mua sim mới xài với nhau không có liên lạc. Bây giờ nhờ tôi qua tên qua bên Bình Dương này là nhờ mấy anh đội hiệp sĩ Nguyễn Hải với mạng cộng đồng mạng biết chồng tôi đâu, chia sẻ dùm hơn nữa anh á, anh đọc thấy được cái tin tức này á, em cũng mong anh á bây giờ với em với con đừng làm em đau khổ nữa.
Em chỉ nói như vậy, mong anh hiểu nhiều. Hơn nữa là cái cô cốt gì này á, hoặc là gia đình cô, thân nhân của cô có nghe được thông tin này cũng khuyên cô đừng có nên phá hại gia đình tôi nữa, cũng cắt đứt gia đình với chồng tôi đi, để chồng tôi quay về với tôi. Cái con tôi có cha thì nó còn nhỏ, nó ở quê mới 11, 12 tuổi á, tự lập cho con mình à. Tôi mong á, chứ tôi vẫn biết cô, nhưng là tôi không đưa hình cô lên là trời, tôi cũng còn giữ một chút sĩ diện cho chồng tôi. Cho nên á, cô đừng để cho tôi nhớ là không phải là tôi không biết cô đó, địa chỉ cô là tôi nói gì là cô hiểu không? Cô đừng để tôi á, là đưa hình cô với hình chồng tôi đăng lên nữa là tôi thấy kỳ lắm. Tại vì tôi nghĩ là tôi còn một chút tình với chồng tôi không nỡ làm như vậy. Cô cũng hiểu là tôi phận gái nha, là tôi cũng giữ sĩ diện cho chị rồi, giữ sĩ diện cho em đừng có nghĩ vậy, chồng con em chị đều biết hết hết á. Dạ, chị cho em hỏi thế này. Vậy là cái mối quan hệ giữa chồng chị và cái chị út nhì á, ở Tân Uyên, Bình Dương, đúng không ạ? Là theo chị biết là trước đây chồng chị chạy xe Grab và có mối quan hệ hai người quen nhau trên TikTok. Dạ, chính vì lý do như vậy bây giờ hai người nảy sinh tình cảm. Mà chị cũng đã tìm hiểu ra là cái chị út nhì này là bạn còn chồng còn con, đúng không? Dạ, đúng rồi, còn chồng còn con luôn. Nhưng mà theo như chị á, chị được biết và chị tìm hiểu, hiện nay chị đã đến nhà chưa? Dạ. Chị đã đến nhà chị út nhì chưa? Dạ chưa, nhưng mà có địa chỉ. Sao chị biết là địa chỉ được? Làm sao chị biết? Dạ, trên cái hình TikTok. À, là có địa chỉ. Có địa chỉ hết, dạ. Số xe của cô này em vẫn biết luôn. À. Đó. Bây giờ là có là chồng con là không biết đúng không? Đúng rồi, gia đình chồng con cô này chưa biết. Người ta bao nhiêu tuổi đây chị? Dạ, chồng cô này sinh 1975, còn cô này là sinh 1983. Ồ. Vậy là ít hơn chồng chị cũng rất nhiều tuổi nha. Dạ. Chồng của cô này là nhỏ hơn cho chồng của em là 5 tuổi. Dạ. Còn cô này là nhỏ hơn chồng em tới 13, 14 tuổi, là cô này mới có 40, 41 thôi. Tuổi hợi. Chồng chị ấy và chị ấy, trước cái thời điểm mà chồng chị quyết định mà bỏ trốn vợ để đi theo bồ là bữa đó làm khoảng mấy giờ đêm chị? Hay dạ không, sáng? Có 5 giờ mấy sáng. 5 giờ mấy sáng? 5 giờ cỡ 5 giờ 30 sáng á. Vậy là chị đang ngủ là chồng chị dạ, trốn đi ngủ. Luôn. Tại vì là thường thường là 4 giờ rưỡi á, là hai vợ chồng dậy, là em qua ra bên cái ghế bố em nằm, là anh mở cửa mở đồ là ta đi bơi, ta đi tập thể dục đi bơi, là ta gửi xe, là anh để cho em ngủ. Em ngủ cỡ 6 giờ mấy á, là bắt đầu dậy và vợ chồng mới coi chung với nhau. Thì mình đâu có nghĩ, thì ổng cũng hứa với mình này nọ, ổng nói là thôi anh quên rồi, tại con út này nó không phải là một mình anh là kêu nó bằng vợ, rất là nhiều người kêu nó bằng vợ, nó cũng hạn rẻ tiền, ổng cũng nhắn tin ổng chửi con này là như vậy đó. Thì mình không biết là thật lòng hay là dàn cảnh là cho mình yên tâm thì mình không biết. Thì mình nghĩ vợ chồng mà đâu phải là nó trai gái đâu mà mình ngừa một hai ngày, đúng không, sống nhau 31 năm rồi đó, có hôn thú, có giấy tờ đàng hoàng rồi, vợ chồng hợp pháp chứ đâu phải là bậy bạ đâu đó. Thì khi đang ngủ không, tự nhiên cái đang nằm ngủ ngon, người ta kêu có tiền là tiền nè, chực mình dậy tưởng ổng đi tiểu hay đi gì không à. Ai ngờ ủa sao ổng đi đâu không thấy, giờ điện thoại hai cái bỡ đi mất, bấm gọi thì thuê bao rồi biết không đi. Vậy là trước khi chồng chị bỏ trốn, khi chị đang ngủ đi ngủ, là chồng chị đem theo những cái gì đi, xe gì chị biết không? Có, anh chạy một chiếc xe gì quay RS gì, quay RS. Quay RS. À, quay RS. Bản số 59. Mà quận của quận Gò Vấp là Y là V ta. Em không nhớ lắm đâu. Có trong trong ấy em á, Y1 có sao? Y1 là bản số của ảnh là 63 63546. Đó. Đeo một cái đồng hồ, một chiếc nhẫn với một sợi dây chuyền. Dây chuyền mà cũng mới sắm mà. Đeo một sợi dây chuyền. Vậy là trên người chồng chị trước khi bỏ trốn, bỏ vợ, bỏ con khi đang ngủ để đi theo mấy một nhân tình. Dạ. Là đem theo cũng rất nhiều tài sản. Dạ. Điện thoại, xe, vàng vòng. Dạ. 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 Trước đây là chồng chị đã từng bỏ trốn, bỏ vợ, bỏ con để đi theo mấy cái người phụ nữ này lâu chưa? Nhiều lần chưa chị? Dạ, có nghĩa là mấy hôm là ảnh chạy rác, ảnh qua lại quen người trên đây nè, là TikTok. Có nghĩa là em chỉ ghen hờn vu vơ thôi, rồi vợ chồng cũng giận hờn nó qua nó về thôi, mà mình đâu có biết ảnh giữ quan hệ với con này đâu đó. Cái đầu cái ảnh mới dựa hơi dựa cái cớ vợ chồng gây lộn lúc giận mà, thì ai cũng nói nó được. Cái ông dựa hơi cái câu nói, ông nói em về đuổi ổng, cái ông đi ông muốn nhà nghỉ, ông muốn nhà trọ, ông ở, ông chạy riêng đó, ông chạy là ông ở đâu được tháng mấy hai tháng á.
mà anh đi đâu được mấy ngày á là anh liên hệ, anh điện về em, lúc anh đi là anh tắt nguồn điện thoại hết, tắt cái em điện không được, Zalo em chặn hết, cái gì cũng chặn, không có liên hệ được, chỉ tự anh chủ động điện mình thôi. Thì vài bữa sau anh điện về lại, giờ mình cũng khóc kể với ảnh, cũng năn nỉ thôi anh về đừng có bỏ em con là gì, cũng năn nỉ ảnh vậy đó. Thì ảnh quay về thì mình nghĩ ổng nào quay về là thôi, mình cũng làm tròn một người vợ, cũng chu cấp ảnh đàng hoàng, lo cho ảnh này nọ kia khác, mình nghĩ gì đâu, bỏ qua hết tất cả những xui nó xử vậy. Thì khi á ổng về mình nghĩ không ngờ là anh về ổng cũng lén lút là ổng cũng qua lại nhắn tin điện thoại với con này, ổng tìm đủ mọi cách hết á đó. Đó. Khi em phát hiện ra thì bắt đầu là bỏ bỏ sim này rồi làm kiếm sim khác, nó cứ như vậy vòng vòng vậy đó, rồi đi rồi về, đi về mấy lần, đi về cũng 1-2 lần, ở lần này là chắc có dây chuyền có vàng vòng gì, bắt đầu trốn em đi lúc 5 giờ mấy Nếu anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm được ra thông tin chồng chị đang sống với người phụ nữ này, mà chồng chị thực sự là lên tiếng mà nó là hết tình cảm với chị rồi, thì chị còn muốn tìm chồng chị nữa không? Nếu mà anh chồng em mà nói là hết tình cảm với em thì em chỉ mong nếu anh nghĩ như vậy thì anh cho em lại sợi dây chuyền, trả lại sợi dây chuyền cho em trả nợ cho người ta, hoặc là nói ra nuôi con. Rồi còn anh không còn tình cảm với em nữa thì anh đi theo, anh thấy ai là quyền của anh đó. Chứ còn em á, thì thật lòng ra là em chung thủy, chứ em không có biết. Nếu mà em không chung thủy là làm 30 mấy năm nay anh làm em đau khổ nhiều lắm, phải một mình con này đâu, nhiều lắm. Mà thời đó 5-6 năm năm lấy nhau, 4-5-6 năm chưa có con á, là ông đã đi theo trai gái rồi, rồi cũng quay về lấy nhau, bắt đầu 20 năm sau mới đẻ thằng nhỏ này. Và 20 năm sau mới đẻ thằng nhóc này, nó giờ nó mới 12 tuổi thôi đó. Trời ơi, bây giờ không ngờ là bây giờ là đổ Lẽ em ra già. con chị năm nay cũng phải trên dưới 30 rồi. Giờ ông ngờ đổ về già lại sanh tật đó, lên từ lúc cái TikTok là ông lên sanh hư gì luôn. Chứ hồi đó là ví dụ trai gái gì á, em phát hiện được cái gì á là ảnh nghe được là tự quyền anh bỏ này không. Nói chung là TikTok này là rất nguy hiểm. Dạ, TikTok này rất là nguy hiểm, Nhiều người bỏ nhau, đúng bỏ rồi, từ lúc chồng. có TikTok này là vợ chồng sa ngã nhiều lắm. Nói chung là có cái lợi có Dạ, hại. mà em thấy đa số là lên TikTok này mình nói không phải, mình quên đủ mất giá trị phụ nữ nhiều lắm. Nhiều người mình coi mình thấy mình còn không không vừa ý nữa. Nhiều người ăn mặc hở Dạ, hang đúng không không, vừa rụ ý rỗ. luôn á, đúng rồi. Nói chung là Cho phản nên cảm ha. phản cảm thôi. Cho nên bây giờ em nói với anh á, nếu anh có lướt thấy được cái này, em mong anh á quay về, có vợ chồng mình dàn xếp với nhau, sống hay không sống nữa hay là cái đó là quyền quyết định mình, vợ chồng mình cũng còn giấy tờ hôn thú, không lấy nhau nữa thì cũng còn là gia tòa mà ta xử này nọ kia khác, để ai cũng trả quyền tự do. Còn nếu anh cảm thấy việc làm anh là sai trái hoàn toàn lầm lỗi với em thì anh sẽ quay đầu, em sẽ sẵn sàng tha thứ đó. Vợ chồng mình tranh nhau mà làm để nuôi con, chứ làm như vậy ảnh hưởng con mình học hành lắm anh à. Chị cho hỏi chị được mấy người con rồi? Dạ, lấy ảnh được một đứa. Có một bé. Dạ, không, lấy thằng ảnh được một thằng trai, đó là sinh 2011, Sao đứa mình mẹo. sinh ít con mà trễ vậy? Dạ, có nghĩa là hồi đó là ảnh yếu sinh lý, ảnh yếu sinh lý rồi cũng đi thầy thuốc nhiều lắm mà không có. Rồi sau thời gian lắm nó hai chồng mới làm chủ đồng lô tô, mới ra đảo Phú Quý làm người đó, biết đổi nước đổi cá, biết hay đi chùa đi chiền, ảnh cũng đốt nhang giấy nhang giấy đó. Thì từ cái chỗ Tự đó nhiên mới sung mang lên bầu, à, tự nhiên sung lên. mang bầu thằng nhóc nhỏ này đó, chứ cũng không biết mang bầu luôn. Nói Nhưng chung mà đây là yếu, là em chưa biết là cái nguyên nhân tại sao, nhưng mà theo như chị chia sẻ này thì em nghĩ anh không yếu, anh hoàn toàn là rất sung sức, bởi vì anh kia quen hết rất nhiều người phụ nữ khác thì anh tại phải vì cái sung sức. máu không phải cái tánh của anh, ông xã của em á, là cái tánh của anh là đào hoa quen là không, tại ông cái người của ông là người xướng ca vô loại mà, hồi xưa ông ca hát rồi đó, cho nên ông quen rồi Anh đó. này nhìn bề ngoài nhìn cũng tướng mạo như một ông chủ ha. Dạ, Nhìn cũng có phong thì độ. hai vợ chồng cũng từng làm chủ đồng lô tô mà làm ăn thất bại rồi mới bán nhà bán cửa, rồi đâm ra mới đi giờ thì khổ, rồi căn nhà cửa mới đưa thành phố làm mướn đó. Chứ đâu phải Ai mà tội. ấy đâu, cũng hoàn cảnh vậy mà Hai anh chị đều cùng quê hết ha. không, ảnh là người ở thành phố quận 8, em là người Bình Thuận. Sau thời gian vợ chồng sống với nhau á, ảnh cũng mồ côi, không có gia thân nhân ai đó, không có cha mẹ ai, không có thân nhân ai đó. Lúc bà già mình còn sống á,
rồi mới thấy gì ông lấy vợ rồi mới nhập khẩu về quê vợ luôn, bây giờ lãnh ra thành hộ khẩu Bình Thuận À. đó, hộ khẩu quê vợ luôn là Chị Bình thực sự là Thuận, gốc ở Sài Gòn ha. gốc là thành phố mà mắc gốc lâu lâu rồi, À. tại hồi xưa là nghe nói là ảnh bỏ gốc ảnh đi lúc năm ảnh 13, 14 tuổi vậy đó. Thực sự câu chuyện này rất đáng tiếc ha, rất đau lòng. Bây giờ thì thực sự là anh em hiệp sĩ Bình Dương thì cũng ghi nhận cái thông tin của chị Dạ, với thôi. phần ghi nhận thông tin là cho cái người nhà của cô Út Nhi nè, thân nhân của Út Nhi nè, biết được là cái chuyện việc làm của con hoặc cháu hoặc vợ hoặc anh chị em đó, việc làm là rất là xấu xa, không có tốt gì hết, cũng ảnh hưởng tới liên can với nhiều thành phần lắm, cho nên nó là vì con người có đức tính, có sĩ diện đức tính cũng nên từ bỏ những cái việc làm sai trái này đó, đừng có nên làm như vậy, nó phá gia can, phá chùa phá miếu, Bây giờ phá nếu gia như đình người cái ta. mối quan hệ này tiếp tái diễn giữa chồng chị lén lút với người phụ nữ này, Út Nhì này, mà không may mà người chồng của cái chị Út Nhì này phát hiện ra, Dạ thì câu chuyện phức tạp. thì nếu có phát, nếu mà cô chồng ông này phát hiện được thì do cái việc gia đình người ta thôi, Thì phức hoặc tạp. là chồng em biết được, chồng em sợ thì rút lui, còn nếu chồng em ngoan cố thì cái chuyện đó là do Nhưng mà ảnh thôi. em nghĩ là hai con trâu húc nhau, Dạ thì đúng cái không? đó là ổng làm ổng mang thôi, Thì đúng phải có một con què, không? đúng không ạ? Chắc chắn rồi, bởi vì ai cũng muốn giành phần thắng của mình. Dạ thì ổng làm ổng mang thôi đó, cái đó là ổng làm mang, tại là em đã khuyên răng và em nói là ổng cũng từng nói với em là anh chỉ nghĩ là vui chơi thôi chứ đâu có ăn đợi kiếp với con này được, ổng đã từng nói như vậy mà, ổng chỉ nói là vui chơi thôi, là ổng nói là sao mà có tương lai, nó cũng còn chồng còn con đó mà, chẳng qua là cũng ham của lạ thôi, ổng nói là con này cũng dạng cho không, Cho không chứ ổng không, nói là mà dạng cho không cho không nhưng mà chắc là làm hết bài chồng chị thì phê mắc cái mũi đó thì thì cũng em thấy không có đường. biết, cái đó thì em không có biết đó, cái đó thì em không biết, cái chuyện của ổng với nó là biết, tại ổng cũng bây giờ chú thật là cũng ăn ái với nó này nọ khác mà, cũng Trẻ là đi quá qua, ông cũng nói là đi qua rồi cũng điện thoại là con này bắt đầu chạy ra chạy ra rồi tụi nó ăn ái xong mà cũng dũng nhau ăn phở ăn đồ nó đầy đủ có, ông cũng khai thật mà à, chồng chị cũng, về khai hết luôn. thì em quậy đi lên rồi khai là ông khai là ông cố tình khai thật mình là để lấy cái lòng tin mình đã nghĩ là chấm dứt với con Khéo này là khai cũng đánh lừa chị thôi, đó. chưa chắc đã thật đâu, Thì em đó nghĩ chưa thật thì đâu. đó nghĩ chứ thật, ông nói là nhà nghỉ Lê Hoàng chứ em đâu có đậm đây mà uống, chứ chẳng lẽ anh với nó gặp nhà nhà nghỉ Lê Hoàng không, ông nói do cũng thay đổi nhà kia nhà nọ, Mối mối do này em mới mối nói, em mới nói là nhà nghỉ biết nghỉ kia tên gì, cái ông giả bộ nói là gì dân dân anh quên rồi đó, giờ thôi mình cũng hỏi tới, nhưng mà thực tế á, là nhà nghỉ Lê Hoàng này ông nói ông khai với em là ông nói là ở Thủ Dầu Một nhưng mà thực tế là ở Tân Nguyên, ông cho cái địa chỉ xa lạ, ông cũng không nghĩ là em đi được đâu, tại là cái bãi giữ xe đó là không thể nào đi Nhưng được, mà chị đã tìm nhà nghỉ chưa? chưa, nhưng mà sợt lên, có sợt lên ngày hôm qua là em sợt lên đó là Lê Hoàng mà ở ở Bình Dương á là không có, mà ở Thủ Dầu Một lại có mà lại đóng cửa, mà ở Tân Nguyên này lại có Lê Hoàng, hình như Thôi là bây đường giờ số 2 sao á. thế này, cái câu chuyện mà trong nhà nghỉ ấy, thì nó phức tạp. Dạ, bây giờ thì em chỉ hỏi chị một điều cuối cùng thôi. Chị thực sự đến giờ phút này chị còn thương anh nhiều Dạ nói ngay thì thương thì có thương, vợ chồng mà nói với sao thương, tại vì không phải ông làm lỗi mình một lần này, rất là nhiều lần mình mới chịu đắm ăn sâu, sống đến nay có 31 năm rồi đó, cho nên là nói với mấy anh nghe là cũng nghĩ là lứa tuổi này rồi mình cũng đâu có muốn nữa, chỉ là muốn là vợ chồng khi khổ khi nghèo độ về già khi bệnh khi đau hủ hỉ có nhau, chỉ mong như vậy thôi chứ mình đâu có muốn cái gì nữa đâu đó. Thương thì có thương, thì mà bây giờ ảnh làm quá em cũng không biết tìm ảnh đi đâu, tại vì em không có thời gian, em không có thời gian, tại vì ảnh một khi ảnh đã quyết định ảnh đi đó, chúng ta là ảnh đâu có điện thoại với mình cái gì đâu, ảnh cái toàn là mua sim mới, là liên lạc cái con út này và hai đứa nó là mua sim mới với nhau, là gà Zalo với nhau, là chỗ đăng TikTok với nhau, là hai đứa chia sẻ qua cá nhân với nhau thôi đó, cho nên là vì lý đó em mới không tìm anh đâu, biết tìm anh đâu được, cho nên em mới đích thân lên tại Bình Dương này, em nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Hải với cộng đồng mạng biết anh đâu, anh tới này thì anh đó, mong anh đó cũng quay về để dàn xếp chuyện gia đình vợ chồng mình, chứ anh đừng có làm như vậy cũng không có kết quả gì được đâu đó. Dạ, kính thưa cô chú anh chị các bạn, thì đây là một cái câu chuyện vô cùng phức tạp trong cuộc sống hôn nhân. Rất nhiều gia đình hiện nay đang gặp rất nhiều điều trục trặc trong cuộc sống. Đến giờ phút này thì vì lý do là
chồng của chị gái này cũng đã từng quen trên TikTok và quen một người phụ nữ tên là Út Nhì ở Bình Dương. Vì vậy cho nên là nó dùng đã cái tên là Nụ Hồng Không Phai luôn á. vì vậy chính vì lý do như vậy cho nên là bây giờ là anh đã sống và đã đi và đã cùng đi với người phụ nữ nhiều lần. Đến năm nay là chị về đây để nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương đăng thông tin này lên. Nếu các cô chú anh chị trên tất cả trang mạng xã hội, nếu ai phát hiện được thông tin anh trai này đang ở đâu thì liên hệ cho đội hiệp sĩ quân hải Bình Dương theo số điện thoại 0913 785858 để các anh em tìm cách là khuyên để cho anh trai quay trở về cùng với vợ với con của mình. Hiện nay thì anh trai trước khi bỏ đi là vợ đang ngủ, bỏ đi mang theo rất nhiều tài sản trên người cũng như phương tiện. Chính vì lý do vậy bây giờ hiện nay thì chị cuộc sống ở đất thành phố hiện nay cũng rất hoang mang, thân một mình, con thì còn nhỏ đó. Anh thì mà bản thân là cặm cụi suốt ngày đi theo gái. Theo như chị chia sẻ thì anh trước đây là vì yếu sinh lý, nhưng mà các anh em đã nhận định thực sự là đây không phải, bởi vì yếu mà đi thế này thì không hoàn toàn là không đúng, bởi vì thực sự là anh đi đến giờ phút này chị chia sẻ này là đi rất nhiều và rất nhiều người rồi. Hiện nay cũng rất nhiều người phụ nữ đã từng đi chung với anh rồi. Đây có thể là anh nghe nói thẳng là một cái tính nó không được chung thủy. Đó. Hy vọng là anh trai đang xem được video này hoặc ai đó xem được video này, nếu phát hiện anh trai đang ở đâu, vui lòng liên hệ giúp anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương để các anh em tìm cách là khuyên để cho anh cơ hội để quay trở về cùng với vợ với con của mình. Là không ai mong muốn là mình mất vợ mất chồng mà các con là mất cha mất mẹ, nhưng mà trong cuộc sống hôn nhân thì nhiều điều là có thể bất khả kháng. Anh em hiệp sĩ Bình Dương thì không ai mong muốn điều đó. Hy vọng là các cô chú anh chị xem video này lan tỏa chia sẻ nhiều hơn nữa để giúp đội vì hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương, để giúp đời giúp người, các anh em này hoàn toàn là giúp miễn phí. Xin thân ái và chào hẹn gặp lại các cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo.